mình nói được, đúng không? Dạ, con khít ở trên kia, thằng đấy nó cũng to lắm. Dạ, em có đọc khít luôn rồi. Thằng đấy thì nó lớn, thằng đấy này nếu mà đưa nó đi theo còn được. Dạ. Xem thử cờ rễ ăn hồng được không? Mà cờ rễ ăn hồng thử. Ông này bởi vì mình đã biết chắc chắn nó như vậy thì các bạn này lại phải hết sức cẩn thận. Dạ. Mình biết từ cái tuổi thọ nó. Tuổi thọ. Có đợt đó em thấy là như là bên chương trình của VTV có đưa đi để xét nghiệm luôn hay không ạ? Nó đi theo anh á, theo rồi. Rồi bên bác sĩ người ta họ cũng nói là thiếu hormone sinh trưởng à? Nó không, nó là cái hội chứng Kent. À. Nó hội chứng này hội chứng trên thế giới rồi. Còn mấy bạn này chắc là thiếu hormone sinh trưởng thì đúng rồi. Bởi vì các bạn ở đây chỉ nhỏ thôi nhưng mà lại không gặp cái hội chứng ông này là cái hội chứng mà tên khoa học nó hội chứng Chicken ấy. Còn các bạn đây là chỉ thiếu, chắc là nó thiếu khiếm khuyết một cái gì đó nên nó nhỏ. Cái hội chứng đó là chắc là ở thế giới rồi cũng đếm trên đầu ngón tay này. Đúng rồi. Ít lắm. Hiếm, gọi là hội chứng hiếm gặp. Bạn này 34 tuổi rồi mà vẫn không lớn được. Nhưng mà nhộng tốt không? Dạ, cũng được mười mấy hai ba lô vậy. Mười mấy hai ba lô. Mười mấy hai ba lô. Mười mấy hai ba lô. Quý quý nha, cảm ơn nha. Không đi đâu người nha, hay là cứ đi vậy kiếm lần. Đây đây là